cặp chị em hot nhất nhì Hollywood thích thả rông khi ra phố. Được xem là một trong những cặp siêu mẫu hot nhất nhì làng thời trang, chị em nhà Gigi Hadid và Bella Hadid mỗi khi xuất hiện đều gây được sự chú ý lớn cho công chúng. Gigi Hadid tên thật là Zelena Noura Hadid, được biết đến là cô gái sinh ra trong chiếc nôi vàng của Hollywood. Có bố là nhà đầu tư bất động sản Mohammed Hadid và mẹ là ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Gigi Hadid mang trong mình hai dòng máu Palestine và Hà Lan nhưng được sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, Mỹ. Sự nghiệp làm mẫu của Gigi bắt đầu từ lúc 2 tuổi, cô nàng đã bén duyên với Paul Marciano, nhà đồng sáng lập thương hiệu thời trang Guess. Cho đến năm 4 tuổi, Gigi đã chính thức chào sân trong chiến dịch quảng cáo Baby Guess, rồi đến Guess Kids. Hiện tại, Gigi là nàng siêu mẫu nhãn mặt trên sàn diễn của các nhà mốt tiếng tăm. Năm 2015, Gigi lần đầu sải bước trên sàn diễn show thời trang nội y hoành tráng nhất hành tinh. Trước đó, cô nàng đã từng bị từ chối 2 lần khi diễn thử ở buổi audition. Không chỉ chuốc say, ánh nhìn của những người xung quanh bằng gương mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, vóc dáng gợi cảm cùng số đo 3 vòng siêu chuẩn. Gigi Hadid còn đặc biệt được chú ý như gút mặc không giống ai. Cực kỳ táo bạo từ sàn diễn thời trang, thảm đỏ của các sự kiện cho đến street style đời thường, khiến người nhìn khó lòng rời mắt. Thả rông vòng một tự do là một trong những xu hướng được Gigi lăng xê không biết mệt mỏi. Cô nàng nhiều lần đốt cháy sàn diễn thời trang bằng những bộ trang phục xuyên thấu không nội ý khoe vòng một gợi cảm. Với tư duy thời trang vô cùng phóng khoáng, ngay cả khi chụp hình tạp chí, Gigi cũng không ngại giải phóng khuôn ngực trong những bộ váy nửa kín nửa hở, hấp hồn người đối diện. Một trong những outfit thuộc hàng đỉnh của đỉnh phải kể đến bộ vest màu cam san hô được cô nàng diện năm 2019. Nàng mẫu đình đám thả rông vòng một khoe vóc dáng đẹp như tuyệt tác trên phố New York. Được biết, đây cũng là bộ trang phục được yêu thích nhất trên thảm đỏ sự kiện của tạp chí Vogue ở New York, Mỹ, ngày 11 tháng 12 năm 2019. Là người mẫu có nhiều đột phá với sự xuất hiện dày đặc trên mọi mặt trận các phương tiện truyền thông. Từ các show trình diễn thời trang của các nhà mốt lừng danh đến trang bìa tạp chí hay những chiến dịch quảng bá rầm rộ, Gigi Hadid nhiều lần được giới chuyên môn bình chọn là người mẫu của năm. Được biết, đây cũng là hạng mục danh giá và uy tín bậc nhất do trang Modern.com, Modern of the Year Industry Awards, MOTI, tổ chức thường niên. Trên thảm đỏ lễ trao giải American Music Awards, cô mặc bộ váy cắt xẻ táo bạo của nhà thiết kế gốc Việt Trần Chi Bảo. Còn cưng làng mốt thường ưa chuộng các thiết kế cắt out phô diễn vòng một lý tưởng mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước. Không giống như Gigi, Bella Hadid bắt đầu sự nghiệp người mẫu muộn hơn hẳn. Thời gian đầu, cô thường được nhắc đến là em gái của Gigi, chính vì thế Bella luôn nỗ lực thoát ra khỏi cái bóng của chị gái. Không sở hữu nhan sắc ngọt ngào, gương mặt khả ái như cô chị, nhưng nhờ thừa hưởng vẻ đẹp Tây Á cuốn hút từ cha và Hà Lan cổ điển từ mẹ, Bella có vẻ ngoài xinh đẹp theo kiểu cá tính và độc đáo y như cái tên của cô. Hình ảnh diện bộ váy tai tiếng để đời của Bella trên thảm đỏ Cannes 2016 được bình chọn là sự cô lộ hàng bị công chúng săm soi nhiều nhất. Có thể nói, Gigi và Bella là cặp chị em danh giá nhất trong làng mốt thế giới hiện nay, sở hữu phong cách thời trang đặc biệt là gút mặc khá đồng điệu. Tuy nhiên, ở Gigi người ta nhận thấy sự phá cách nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ hợp mắt người nhìn thì Bella lại có phần phóng khoáng đến mức bất chấp dị nghị. Chính bởi cách ăn mặc có phần quái đản mà không phải ai cũng dám thử, Bella từng có thời gian bị công chúng chỉ trích dữ dội. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Bella cũng đã chia sẻ rằng cô nhận được rất nhiều bình luận tiêu cực trên trang cá nhân về gu ăn mặc phóng túng của mình. Tuy nhiên, cô luôn giữ thái độ im lặng và không phản ứng vì không muốn nói ra những lời làm người khác bị tổn thương. Một trong những phương châm sống của cô chính là một người phụ nữ đẹp trước hết phải là người có nhân cách tốt.